Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em giải câu hỏi số 4, sách giáo khoa môn hình học 12 trang 48 bài mặt cầu. Cụ thể câu hỏi số 4 như sau: cho hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính R cho trước, hãy tính thể tích của hình lập phương đó. Chưa? Thì ở đây thầy đã vẽ ra cái hình lập phương cũng như là thầy vẽ cái mặt cầu ra cho các em quan sát rồi. Thì các em nhớ lại là trong một hình lập phương, nếu cái mặt cầu mà nội tiếp trong cái hình lập phương đó thì cái tâm của nó chính là tâm của hình lập phương, ở đây chính là tâm O thầy vẽ này. Còn bán kính của nó các em quan sát chính là khoảng cách từ O đến các cái mặt đáy. Được chưa? Đến tất cả các mặt của hình lập phương được chưa? Hay nói cách khác chính là khoảng cách từ O đến Y, nếu thầy gọi Y là trung điểm của BD được chưa? Mà các em quan sát là OY sẽ bằng một nửa cạnh hình lập phương được chưa? Nên là vì bán kính là R nên là hình lập phương cạnh sẽ là 2R được chưa? Và sẽ tính ta sẽ cùng giải nhá. Ta sẽ ghi là hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính R sẽ có cạnh là 2R, được chưa? Rồi, vậy chúng ta suy ra thể tích hình lập phương là sẽ là cạnh của hình lập phương tất cả mũ 3 và sẽ bằng 8R mũ 3, được chưa? Vậy tóm lại thể tích của hình lập phương chúng ta cần tính là 8R mũ 3. Chúng ta kết thúc câu hỏi số 4 tại đây.